Kính bạch sư, con là một cư sĩ của hệ phái Phật sĩ, con đang có chí nguyện xuất gia và cũng được gia đình thuận ý nên con muốn tìm hiểu thêm về các lời dạy của Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng con chưa biết tìm từ hiểu từ đâu, mong sư hoan hỷ cho con được biết. Thì cái này sư cũng đã nói rất là nhiều. Đi tìm giùm sư. Như là cái nguyên thủy này, nguyên thủy chưa, không phải, không có, thì cái kinh Pali đây, bây giờ có liền, bắt đầu nghiên cứu kinh Pali từ đâu, bây giờ đấy. Đấy, học kinh tạng Pali nên bắt đầu từ kinh, từ sách nào? Đấy. Rồi. Đấy. Tức là có hai, sư đã trả lời hai lần rồi. À, quý vị mở ra tìm là nó sẽ ra. Tìm nó sẽ ra. Khi mà học đạo á thì tâm nó phải là cái tâm thành, tức là mình phải có cái sự nỗ lực cầu pháp. Nghĩa là sao? Nghĩa là sư chỉ cái chỗ đó là quý vị phải mở ra chỗ đó, quý vị đi, quý vị tìm sư đã trả lời nó như thế nào. Chứ còn mình lười thì nó là lỗi của mình. Tuy nhiên thì trước mắt á, trước khi mà quý vị qua thì sư chỉ nhắc nhở một cái chuyện thôi. Đó là có cái quyển mà mi mi tiên vấn đáp thì nên xem, cái đó thì nên xem. Nó có rất nhiều những cái câu hỏi mà quý vị mới học đạo thì cũng nên tìm hiểu. Cái thứ hai là nên tham gia những lớp kinh tạng, nên tham gia những lớp kinh tạng. Trong trường hợp mà quý vị mở một cái quyển kinh ra đó, ví dụ như Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, quý vị mở ra mà quý vị đọc một hồi cái đầu nó bùng nhùng, nó buồn ngủ, mắt mở hết lên, thì có những lúc chúng ta không sẵn sàng để đọc thì có thể sẵn sàng để nghe, thì quý vị nên tham gia những lớp kinh tạng. Bởi vì trong những lớp kinh tạng đó thì sẽ phân tích những cái vấn đề mà nếu như mình chỉ đọc không thôi đó. Thứ nhất là mình đọc mình không có khả năng đọc. Cái thứ hai, nếu như chỉ đọc một mình á, thì có những vấn đề giáo pháp mình bị bỏ lỡ. Do đâu? Do cái sự hiểu biết về Phật pháp của mình chưa có đầy đủ, chưa có trọn vẹn. Cho nên quý vị nên tham gia những lớp kinh tạng. Có những lớp kinh tạng mà sư có thể giới thiệu cho quý vị. Cái gì ta? Đây, lên Google ha, lên Google, gõ lớp kinh tạng, lớp Phật pháp nè, Buddha Thamma, quý vị vào trong đây, quý vị xem ha. Ở đây ngoài ra thì cũng có một số trang trang Facebook cũng có đăng những cái video đấy. Rồi khai giảng chương trình Tương Ưng Bộ, chùa Pháp Luân đấy, chùa Pháp Luân thì đây cũng là một cái địa chỉ uy tín ha. Thì nó có hai cái địa chỉ, đầu tiên là lớp Phật pháp ha. Lớp Phật pháp Buddha Thamma, cái thứ hai là chùa Pháp Luân. Thì quý vị chỉ search Google đó ra thì quý vị sẽ thấy. Rồi còn một cái nữa
cái nữa, cái lớp nữa, việc Theravada. Việc Theravada. Thiếu một cái chữ T nhé, thiếu một chữ T, thiếu một chữ T. Ở đây cái phần pháp thoại đó ha, thì quý vị sẽ thấy là pháp thoại của của các cái vị trưởng lão, ví dụ như học có thể học vi diệu pháp của ngài Giác Đẳng hoặc là của sư Pháp Nhiên đấy, hoặc là đây nè, đây là tổng hợp nè, lớp kinh trung bộ của lớp Bút Tháp Thăm Má nè, lớp kinh trung bộ tại chùa Siêu Lý nè, rồi sư Giác Nguyên, pháp thoại sư Giác Nguyên. Thì chúng ta có đây này, Tăng Chi trường bộ, Tương Ưng pháp cú trung bộ ha, thì các bài giảng trung bộ, tiểu bộ kinh. Quý vị vào trang đây, đây ngoài ra còn có các cái bài giảng ngắn. Quý vị vào trang Việt Theravada, thiếu một chữ T nha, thiếu một chữ T đấy. Ở cái tại sao mà sư giới thiệu cái trang này là bởi vì ví dụ như sư Bẩm Như Tạng Chi, nó có một cái mà ở các trang khác không có, đó là cái gì, cái note. Cái note có nghĩa là ghi chú, ghi chú, đánh dấu, ghi chú, ghi chú lại. Thì có những cái nó sẽ rất là tốt cho mình. Một là mình nghe MP3 thì mình tải MP3 về, hai là mình xem trên YouTube, ba là mình có cái ghi chú. Thì nó sẽ rất là tốt cho quý vị mà mới bắt đầu học kinh tạng.